tay chảo cá và trứng cá rô đồng diêm vàng ươm béo ngậy thơm nừng. Chỉ có ở Việt Nam và đặc biệt chỉ có ở thành phố Hải Dương mới có nhiều như vậy. Nhìn thật là ngon, tuyệt cú mèo phải không các bạn? Mời cả nhà cùng thưởng thức nhé.